Mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu hàng hóa với giá trị gần 4 tỷ đồng. Nếu được giảm thuế VAT 2%, đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm hơn 40 triệu đồng, tương đương gần 500 triệu đồng mỗi tháng để bù cho việc đầu tư sửa chữa, mua sắm dây chuyền, máy móc, chế độ phúc lợi công nhân lao động. Trong bối cảnh giá trị đơn hàng thấp, lợi nhuận giảm sút thì khoản tiền hỗ trợ này thực sự là giải pháp kích cầu để doanh nghiệp duy trì hoạt động. Đây là một cái điều mà tôi thấy rằng rất là tốt, bởi vì nhà nước ta đã có cái chính sách rất là kịp thời để đảm bảo cho các doanh nghiệp có một cái phần nho nhỏ để đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái phần thuế VAT này. Bởi vì là mặc dù giảm đã có 2% thôi, nhưng chúng tôi cũng mong muốn là cái điều này được duy trì lâu. Nếu như việc gia hạn nộp thuế được coi như doanh nghiệp được vay khoản tiền này mà không phải trả lãi, thì việc giảm thuế VAT 2% sẽ tiết kiệm hẳn được khoản tiền này. Doanh nghiệp thì giảm được giá thành sản phẩm, còn người tiêu dùng cũng được mua giá rẻ hơn. Trường hợp như doanh nghiệp này, nhờ giảm thuế VAT mới có điều kiện để cơ cấu lại giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh hơn, từ đó sẽ khơi thông mạnh được thị trường tiêu dùng. Vì là cái sản phẩm của chúng tôi là một sản phẩm hoàn thiện, nó liên quan đến nhiều yếu tố cấu thành. Trong lúc đó thì một số sản phẩm là được giảm thuế xuống 8%, còn một số sản phẩm thì vẫn đang chịu thuế 10%. Thì khi mà chúng tôi hoàn thành sản phẩm thì vẫn đang phải bán ra với cái mức giá là 8%. Thì mong là có chính sách đồng bộ giữa các cái sản phẩm mã ngành, làm sao để cho một cái sản phẩm đồng bộ thì nó đồng bộ về cả cái công năng sử dụng, tiện ích và cái giá thành và thuế má. Dù nền kinh tế đã có sự tăng trưởng trở lại, nhưng các doanh nghiệp cũng đang khá chật vật để phục hồi do tác động của giá nguyên liệu leo thang, tỷ giá biến động, giá cước tăng phi mã, nhiều thị trường truyền thống đóng băng. Chính vì vậy, đây là lần thứ tư Quốc hội Chính phủ ra quyết định giảm thuế VAT nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Cái chính sách này cũng đã áp dụng hiệu quả trong cái thời gian vừa qua, và năm nay cũng tiếp tục khi đánh giá được cái hiệu quả của mà các chính sách đem lại. Thì thời gian vừa qua thì sau khi mà có các cái chính sách mà chính phủ ban hành thì chịu thuế cũng đã quán triệt phổ biến, đầu tiên là công chức ngành thuế để cho công chức nắm rõ, hiểu rõ, từ đó để tuyên truyền phổ biến triển khai đến người nộp thuế. Doanh nghiệp Nghệ An chiếm đến hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực kinh tế không lớn. Vì vậy, bên cạnh chính sách hoãn giãn nợ thì giảm thuế VAT sẽ là nguồn lực lớn để doanh nghiệp tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh trong thời điểm còn nhiều khó khăn như hiện nay, qua đó tăng khả năng phục hồi và tạo đà phát triển bền vững trong thời gian tới.